Xin chào anh em. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách mà tôi lấy nước ở ngoài mương, ngoài dũng vô trong cái dũng của tôi, làm sao cho nó đỡ bị ô nhiễm. Tại vì như anh em thấy là cái dũng này là tôi cái mương này là tôi nuôi nuôi con ốc bươu đen nè, ốc ốc bươu vàng nè. Đó thì tôi quay cận cảnh cho anh em thấy là ở dưới phần đáy của nó thì nó có một lớp đen đen, đó là phân của con ốc bươu vàng nó ị ra đó. Thì khi mà mình nuôi với mật độ lớn á, mật độ dày á, thì cái lượng phân của nó thải ra rất là nhiều, tại vì bản thân con ốc bươu vàng này nó ăn rất là nhiều đó, cho nên là cái lượng phân nó thải ra rất nhiều, nó rất là nhanh bị đen nước, bị ô nhiễm. Thì trước đây á, như tôi có chia sẻ là cái thời gian đầu tôi nuôi á, là cái nước nó đen thui luôn, tôi xử lý nó không tốt á, thì cái nước nó đen và cá tôi nuôi ở dưới này là nó chết sạch luôn, nó không có con nào sống nổi. Đó, thì sau đó thì tôi cải tiến lại cái cách lấy nước ra vô á, thì cái nước giờ nó cũng đỡ đen. Thì cái này là do tôi quay vào buổi chiều á, cho nên là nó nhìn nó màu sắc nó không được sáng, nó không được rõ, với lại cái cam chắc nó cũng cùi cho nên nó không rõ. Đó, cho nên anh em không có thấy, anh em thấy cái nước nó đen đen vậy thôi, chứ thực ra là nó được, nó không có đen. Thì anh em thấy thường á, là con ốc á, là nó sẽ bu vô cái mí bờ nó ăn. Thì bữa nay là tôi cho nó ăn ít thức ăn lại, tại vì cái nước nó để cho nó bớt ô nhiễm á, thì mình sẽ cho ăn ít thức ăn lại và mình cho ăn tập trung vào một chỗ thôi, để con ốc nó bu lại cái chỗ, một chỗ nó ăn, thì mình đỡ phải rải cái thức ăn ra ra hết 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 mương hết dũng. Mục đích của tôi tập trung vào một chỗ là để, tại vì như anh em biết á, là cái ở ngoài tự nhiên á, thì cái nước á, nó cũng có khả năng là tự làm sạch nha anh em. Để cái ví dụ như nước mà nó đen đen mà nó ô nhiễm á, thì anh em để lâu thì tự nó cũng lắng cặn lại rồi, rồi tự nó cũng nói chung là nó tự có khả năng làm sạch. Thì khi mà mình cho nó ăn á, thì mình tập trung lại một chỗ, rồi ví dụ như cái chỗ này thì mình cho nó ăn chừng 5 bữa một tuần gì đó, rồi anh em di chuyển ra một cái chỗ khác anh em cho ăn, thì bản thân của con ốc là nó sẽ bò lung tung hết, và chỗ nào mà có tập thức ăn á, thì nó sẽ tập trung lại nó ăn. Đó, mà khi mà nó ăn nhiều, nó đi phân ra đó nhiều á, thì anh em lại dịch đi chỗ khác anh em cho ăn. Thì như vậy anh em nuôi với mật độ lớn là nó ok luôn. Anh em rải, nói chung là cứ rải vòng 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 quanh cái dũng á, thì anh em rải luân phiên như vậy thì nó sẽ đỡ bớt bị ô nhiễm. Đó, đây anh em thấy là như nó bu lại, nó ăn nè, rất là nhiều nè. Đó, nó bu vô bờ nó ăn nè. Thì nó đa số là nó tập trung vô vô bờ nó ăn. Còn ví dụ như mình rải ở bên ngoài á, thì nó cũng nổi, nó cũng ăn ở bên ngoài thôi, nhưng mà mình thấy á, là nó chủ yếu nó tập trung vô giữa nó ăn thôi. Với lại cái dũng này thì tôi cũng, tại vì tôi sắp dời cái trại á, cho nên là bữa nay thì nó cũng hơi ít, nói chung là nó ít so với bình thường thôi. Chứ còn nếu mà anh em mà nuôi con ốc bu đen á, thì anh em cũng thấy là cái mật độ tôi nuôi như vậy là nó cũng rất là cao chứ không phải là ít gì đâu. Đó, đây nè, nó bu quá trời luôn nè, đen thùi nè. Chỗ này là nó đen, bữa tôi hôm trước là tôi tập trung vào chỗ này cho nó ăn, thì chỗ này nó đen rồi thì tôi di chuyển lên một khúc, tôi dời lên một khúc cho nó ăn, thì để cho cái chỗ này nó bớt đen đi. Còn như ở ngoài anh em, như quay xa về thì anh em thấy là cái nước nó cũng không không có đen, nước ở trong dũng như vậy là ok lắm luôn á, chứ nó không có đen đâu. Nhưng mà tôi để chắc cú thì tôi cứ rải vòng 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 vậy cho nó an toàn. Thôi đi đi vô cái mục đích chính của ngày hôm nay á, là tôi chia sẻ anh em cái cách lấy nước. Thì trước đây tôi đã lấy nước thì có một cái sai lầm, thì nó đã làm cho đen, nói chung cái dũng nó đen thui và cá nó chết sạch. Thì hôm trước á, là như ở chỗ này là cái bờ đập, ở đây là cái bờ đập, thì tôi lấy á, cái sai lầm của tôi á, là tôi khi mà tôi lấy nước á, là tôi lại lấy cái lớp nước đáy mà tôi lại xả, khi mà tôi xả thì tôi lại xả cái lớp nước mặt. Đó, cho nên là cái đáy nó bị tồn lại lâu ngày thì nó bị đen, nó bị ô nhiễm.
Cho nên là bây giờ tôi quay lại, tôi sẽ lấy cái nước mặt và tôi xả nước đáy. Thì cái cách làm sao lấy nước mặt và xả nước đáy được á, thì anh em cần phải đặt cái ống bọng á. Cái ống bọng là anh em phải đặt sát đáy. Thì khi mà ở dưới, như anh em tôi nói, anh em hơi khó hình dung một chút xíu nha, anh em chịu khó. Thì khi mình đắp cái đập lại á, là mình sẽ đè một cái, đặt là một cái ống gì ta, cái ống 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 bọng á. Đây tôi dùng loại ống 140, thì đặt nó sát đáy luôn. Ngày mốt anh em mà muốn tác dụng á, anh em chỉ cần tháo cái ống ra là cái dũng nó sẽ cạn khô đáy luôn, cạn trơ đáy luôn đó. Thì để tôi ra bên ngoài tôi quay tôi nói cho anh em dễ hiểu đó. Thì khi anh em đặt này, ở chỗ này tôi có một cái ở dưới ngay khúc này là nó có một cái ống bọng, và anh em sẽ nối cái ống bọng nó từ từ cái khúc này mà anh em nối suốt về chiều dài của cái mương luôn thì càng tốt đó. Khi mà anh em nối suốt với tới cái chiều dài của cái mương luôn thì khi mà nước nó ở ngoài nó vô á, là nó rải đều ra khắp khắp cái mương, và khi mà nó rút đi á, thì nó sẽ rút ở cái lớp đáy ở dọc cái mương luôn đó. Thì tôi ra ngoài tôi quay cho anh em coi cái cách đặt cái ống ở bên ngoài. Thì đây đây là cái đầu ống bọc ở bên ngoài nè. Cái ống này ống 140, thì hồi trước á, là nó không có cái co ở dưới, anh em thấy không có cái co ở dưới. Thì tôi lấy, khi mà tôi lấy như vậy thì cái nước đáy á, khi mà cái mương cái nước thủy triều nó lên á, thì là mình sẽ lấy vô cái nước nước đáy. Và cái ống này hồi trước là tôi đặt ở cái ống ống lên này nè, là trước tôi đặt ở bên trong. Thì khi mà nước nó rút đi á, thì nó sẽ rút cái lớp mặt. Nhưng mà bây giờ mình lấy như vậy á, là khi mà nước nó lên tới cái đầu mà chỗ tôi bao lưới á, là tôi đục khoét lỗ 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 đó. Khi mà nước mà nó lên á, là nó sẽ qua cái lưới lọc đó, nó đi vô bên trong đó. Rồi bên trong thì khi mà lúc mà nó rút nước nó xuống, nó rút đi á, thì bên trong bọng là sẽ nước ở trong bọng thì nó sẽ rút theo cái ống này, và nó lên thì nó ra ra thải ra ngoài này đó. Thì như vậy là mình giữ, khi mình lấy á, là mình lấy được cái nước ở bề mặt. Còn lúc mà nước nó xuống á, là mình xả ra, là mình xả ra được cái nước ở dưới đáy. Thì như vậy nó đỡ ô nhiễm hơn, và mình không cần phải phải xử lý bằng vi sinh vi xiết gì hết. Làm như vậy là rất là ok. Thì ở đây thủy triều ngày nó lên 2 lần, là tôi y như cái cách này, là tôi không cần phải thay nước. Hai nữa là tôi kết hợp với cho ăn, tôi đổi chỗ tôi cho ăn tập trung, cho nên là không cần phải thay nước. Thì anh em nào nghiên cứu, nếu mà anh em mà có cái nguồn nước ra vô á, thì anh em nên làm cách này thì nó giảm rất là nhiều chi phí. Không cần phải bơm nước ra bơm nước vô, rồi không cần phải, nói chung là không cần xử lý vi sinh. Anh em mà nào mà nuôi con ốc bươu đen, anh em vẫn có thể áp dụng theo cách này cũng ok lắm đó. Rồi hôm nay tôi chia sẻ vậy thôi, rồi cảm ơn anh em.